Alo, hello, ok, xin chào Đăng. Mở 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 Ok, xin chào Đăng, chúng ta mở camera đây rồi chúng ta tiếp tục nhé. Ok, rồi, xin chào Đăng. Ok, how today? Chúng ta đeo tai nghe thì có nghe rõ cô không nhỉ? có Ok, có nghe xem rõ thì tốt rồi. Rồi, ok, so Dan, how are you today? Rồi, ổn chứ, ổn chứ. Bắt đầu được chưa nào? Okay, it's very Ok, you're very good. Ok, so did anything interesting happen today? Có nghe, chúng mình nghe rõ câu hỏi của cô không nhỉ? Dạ có. Did anything interesting happen Ờ, cô đang hỏi là hôm nay có chuyện gì vui xảy ra không? Did anything interesting happen today? No, not really. Okay. Okay, rồi. À, không biết là bây giờ chúng ta đã có thể vào Zoom được ổn định chưa nhỉ? Để chúng ta bắt đầu cái buổi học luôn. Thì trong cái buổi học thì chúng mình cố gắng là tập trung vô nghe cái câu hỏi của cô và đưa ra cái câu trả lời mà nhanh nhất có thể nhé. Được chưa nào? Ok, rồi nếu mà được rồi thì tốt. Right, so Dan, nice to meet you. My name is Chi and today I will be your English teacher. Cô tên là Chi và hôm nay cô sẽ là giáo viên kiểm tra đầu vào của mình. Được chưa nào? Rồi, ok, vậy thì trước tiên thì đang giới thiệu bản thân một chút nhé. Right, so can you introduce yourself in English? Yourself in English? Ta tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh giúp cô với nè, chúng ta chỉ cần cho cô biết tên, hiện tại là chúng ta đang sống ở đâu và chúng ta có sở thích gì thôi. My name is John. Okay, your name is Dan. So, how old are you? Where do you live? I'm 15 years old. I live in Hanoi. Okay, so what do you like to do in your free time? I like to play basketball. Oh, you like to play basketball. Well, you look like someone who likes to play basketball. Nhìn một phát thì cô cũng đoán được là chúng ta cũng có sở thích là chơi bóng rổ ha. Rồi, ok. Right. So, Dan, what is your favorite subject at school? What is your favorite subject at school? Chúng ta hiểu câu hỏi chứ? Right. Okay, I'm going to write the answer down. What is your favorite subject at school? Cái môn học yêu thích ở trên trường của chúng ta là môn nào nhỉ? What is your favorite subject at school? I literature. Oh, you like literature. Wow. Okay. Literature. Can you say it again? I like literature. Repeat, repeat. I like literature. I like literature. Good. Thank you. Wow. You're the first boy who says that you like literature. Rồi. Đang có thể là một trong những bạn nam đầu tiên mà cô gặp mà nói là mình thích môn văn. Được chưa? Favorite subject, đây là môn học yêu thích của mình ha. Really nice. Ok, rồi cái phần giới thiệu đầu tiên thì cô có nhận xét như sau là chúng ta đang cái phản xạ của chúng ta hơi chậm một chút. Khi mà cô yêu cầu là chúng ta giới thiệu bằng tiếng Anh thì cô sẽ phải nhắc lại câu hỏi 2 đến 3 lần chúng ta mới có thể bắt đầu được. Thế nào? Thì cố gắng chú ý là khi nghe cái hiệu lệnh câu hỏi là please introduce yourself hay là tương tự như thế thì chúng ta cố gắng phản xạ ngay cho cô nhé. Được chưa nào? Ok, rồi về cái phần mà nội dung của chúng ta trình bày lúc đó thì cô thấy là cái phát âm của chúng ta chưa được ổn lắm.
Ví dụ như chúng ta nói là tớ I live in Hà Nội, đúng không nào? Đó. I live in Hà Nội. Thì chỗ này chúng ta không có đọc là chữ live mà chúng ta đọc lộn sang cái chữ mà live. Live này chúng ta sẽ thường thấy là ở trên cái TV, trên đài truyền hình hay trên Facebook. Nó mang nghĩa là trực tiếp, được chưa nào? Live đứng trước stream nó sẽ tạo thành live stream, là buổi phát sóng trực tiếp. Vậy live này là trực tiếp, còn cái live này mới là đang sinh sống ở đâu đó, được chưa nào? Ok, thank you, được chưa? Rồi ngoài ra thì chúng ta còn một số lỗi nữa, đó là lỗi âm đuôi. Ví dụ như trong từ like này của chúng ta này, đó là chúng ta nói là chúng ta thích cái gì đó, thì cái âm K cuối cùng của chúng ta hoàn toàn không có rõ ràng tí nào hết. Cho nên là cẩn thận giúp cô nha, nếu mà chúng ta muốn tiếng Anh của mình tốt hơn thì phải bắt đầu từ những cái âm đuôi như vậy. Rồi, like, chúng ta đọc lại theo cô nào. Like. Like. À, K trong cổ họng. Like. Like. Rồi, cái chơi chữ K đó khi mà chúng ta kết thúc cái chữ thích này là chúng ta bật hơi ra cho cô thử trước nha. Đúng rồi, như vậy. Rồi, like. Thử lại một lần nữa được không nhỉ? Chúng ta like rồi thêm cái chữ K chúng ta vừa đọc thử vào. Like. Like. Đúng rồi, chính xác, phải như vậy. That's good, that's good. Đúng rồi. Nice. Rồi, vậy thì chúng ta biết được cái điểm yếu của mình ở đâu rồi ha. Đó là cái phần phát âm. Chúng ta phát âm chưa có được chuẩn lắm. Rồi, vậy thì đây không phải là nội dung chính của bài kiểm tra vừa rồi, chỉ là cái phần khởi động thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài chính. Rồi, đây sẽ là bài kiểm tra của chúng ta. Bài kiểm tra đầu vào thì nó sẽ tập trung vào 5 cái nội dung sau đây. Vocabulary, đây là phần bài kiểm tra liên quan đến từ vựng. Chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức mà từ vựng của chúng ta để điền vô chỗ trống, để xem nào. Rồi, thứ hai là kiến thức ngữ pháp, cũng tương tự như cái phần 1, đó là chọn trắc nghiệm và điền vào chỗ trống thôi. Nhưng cái này thì nó sẽ liên quan đến những cái kiến thức chúng ta đã học ở năm lớp 9. Rồi, số 3 là phần listening, đây là bài kiểm tra nghe. Bài này thì cái dạng này đây là lần đầu tiên chúng ta có thể sẽ làm. Reading, bài đọc, và speaking sẽ là bài nói. Vậy thì cho cô hỏi một chút xíu là ở nhà hay là ở trên trường chúng ta có được thực hiện cái kỹ năng nghe này nhiều không? Kỹ năng nghe thì đúng rồi. Hầu như kỹ năng nghe thì của con không có mấy, chỉ có từ 1 đến cái 5 thì thôi ạ. Ok, rồi chỉ có những cái còn lại thôi đúng không? Chỉ còn cái listening thì gần như là khá là yếu. Vậy thì cái bài nghe này ấy, thì có thể sẽ không có đánh giá được tốt cái khả năng của mình cho lắm, bởi vì bài nghe này nó đang sắp cái năng lực là hơi cao, cô đang thấy là hơi cao nếu như mà chúng ta nói là không có được luyện tập nhiều. Tuy nhiên cô vẫn muốn chúng ta làm thử, được chưa? Và đến lúc đó thì cô sẽ hướng dẫn cái cách làm cụ thể. Rồi, còn những phần còn lại thì cô hy vọng là chúng ta có thể nắm vững kiến thức và làm bài tốt nhé. Ok. So in task 1 vocabulary, you have 5 questions. Trong phần 1, chúng ta có 5 câu hỏi. Cô sẽ hiện lên câu hỏi từ từ. Bây giờ chúng ta chọn đáp án đầu tiên cho cô. Tell me, is it A, B, C or D? Đáp án A, B, C, D nào là đáp án đúng để điền vô chỗ trống này? Rồi, có từ nào mà chúng ta không biết không? Trong cái phần đáp án có từ nào không biết không? Có cái từ phần B mà không biết. À, có một cái B không biết thôi đúng không? B này thì ví dụ như lớp của chúng ta có 40 bạn đúng không? Rồi sau đó là chúng ta sẽ phải chia thành những cái nhóm nhỏ để mà làm các cái hoạt động. Thì các hoạt động mà chia nhỏ ra thì cô sẽ gọi là separation. Được chưa nào? Separation ở đây sẽ là chia nhỏ. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã biết được đáp án chưa nhỉ? Cô chọn đáp án B à? À, con chọn đáp án B hả? B thì cô đã nói ở đây là sự chia nhỏ rồi. Vậy thì chúng ta cùng xem là coi là chúng ta đưa cái sự chia nhỏ vô đáp án này có chính xác hay không. The United States ở đây là một tên gọi khác của America, là nước Mỹ, được chưa nào? Đó. The United States has a, có một cái gì đó mà khoảng vào 250 triệu. Đó.
Được chưa? Vậy thì sẽ phải là một cái gì đó đếm được. Rồi, vậy thì cho cô hỏi đáp án A, nghĩa tiếng Việt của đáp án A là gì? Thưa cô là cái điều đáp án A là dân số ạ. Dân số, vậy thì khi mà chúng ta dịch ra được nghĩa tiếng Việt rồi thì có phải câu A là câu hợp lý nhất ngay từ lần đầu nhìn vào không? À, nước Mỹ có dân số khoảng 250 triệu. Đúng chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, vậy thì tại sao chúng ta lại chọn cái đáp án B, separation, và khi cô đã giải thích đây là sự chia nhỏ nhỉ? Đó, chia nhỏ, chia tách. Được chưa? Rồi, chia nhỏ, chia tách. Để cho nào, separation, ví dụ như cô có hai cái cây, cô có hai cái cây bút này, cô lỡ dùng hồ dán, sau đó là hai cái cây này nó dính chặt vào nhau và cô cần phải tách nó ra, thì cái việc mà cô tách đôi nó ra ấy, cô sẽ gọi nó là separation. Để cho nào, để chưa? Rồi, chúng ta có addition là gì? Cô đang có một cây bút và cô với tay bên phải lấy thêm một cây bút nữa để có được cái sự addition đó, thì cái việc mà từ một cô lấy thêm một cái nữa, đó là addition. Là phép cộng à? Chính xác, đúng rồi. Để cho addition ở đây là thêm vào hoặc là phép cộng. Được chưa? Đó. Rồi còn introduction thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Là giới thiệu. Đúng rồi, chính xác rồi. Cẩn thận thêm một chút xíu nha Đăng nha. Rồi, ok. Đây. Chúng ta có mathematics and literature are dot 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 subjects in high school. Chúng ta biết tính chất của môn toán và môn văn là như thế nào? Tính chất của môn toán và môn văn là hai môn như thế nào? Là khi mà học ở trên trường ấy, là chúng ta có được phép là chọn học hay không học hai môn này không? Không ạ. Đây là hai môn bắt buộc đúng chưa nào? Đó, vậy cái chữ này mà cô cần tìm đó là chữ bắt buộc ở trong đây. Được chưa? Rồi bây giờ có từ nào trong đáp án chúng ta không biết không? Cái từ religion này. Religious, đây là tôn giáo, được chưa nào? Theo tôn giáo, được chưa? Theo tôn giáo là nói về các cái đạo, những đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa gì đấy, thì cô sẽ gọi những cái đó là religious. Để chúng ta còn lại ba đáp án cuối cùng thôi. Chúng ta chọn được đáp án cho câu 2 này chưa? Đã rồi ạ. Rồi, đó sẽ là B, compulsory. Đúng rồi, B, compulsory. Đọc lại cho cô, compulsory. Compulsory. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể loại trừ như sau. Nếu như ở trên chúng ta đã biết là addition là thêm vào phép cộng, thì adding này nó đang có sự liên hệ rất là mạnh đối với chữ addition này, được chưa? Là môn học thêm vào. Tuy nhiên toán và văn thì không phải như vậy. Optional là sao? Cái này là môn tự chọn, được chưa? Chúng ta có quyền học nó hay không học nó. Ok, học hay không học thì tùy mình. Ok. Rồi, tiếp theo. Đó, rồi làm rất tốt câu số 2. Ok. Trong câu 3 này thì chúng ta đang thấy là nó đang sử dụng nguyên cái gia đình từ của thằng information luôn, được chưa? Tuy nhiên chúng ta sẽ phải xem xét cho cô coi là cái thành viên nào của gia đình từ này là chính xác cho câu số 3 này. Is it A, B, C or D? Hoặc là cô có cái gì thắc mắc đối với cô không nhỉ? Thưa cô à, đó, đáp án đúng của cô sẽ là câu nào đấy? A, B, C hay D? Chỉ có một đáp án đúng thôi nha. Chỉ có một đáp án đúng thôi. Tất cả các đáp án còn lại thì nó sẽ sai, bởi vì nó không có đúng loại từ. Để chọn được câu này, chúng ta xem xét loại từ của từng thành viên trong gia đình inform cho cô nào. Rồi, ok chưa? Làm lại cho cô nào. Đọc đáp án lên cho cô. A, B, C, O, D. Rồi, đang còn kết nối với cô không nhỉ?
Alo, Đăng ơi, mình còn đó không? À, alo Đăng ơi, mình còn đó không? Mình nói chuyện với cô đi nè. Dạ có ạ, Ok. con vẫn ở đây mà mic con vẫn rõ. Ok, được rồi, vẫn rõ thì tốt quá. Tại vì vừa nãy nó bị chậm một chút xíu, đường truyền bên cô cũng đang hơi không ổn. Rồi, cho con xin đáp án của câu này nào. Chúng ta làm nhanh và chúng ta đi tiếp đến các phần tiếp theo nhé. Dạ vâng, con thưa cô, câu số 3 con cho nó bản informational. Informational. Thật tiếc là đáp án informational không phải là đáp án chính xác. Đáp án đúng của cô sẽ là phải đáp án B. Được chưa? Như cô đã nói là hãy cẩn thận với loại từ của các thành viên trong gia đình inform. Đó. Ở đây cô sẽ đi từ thành viên đầu tiên. Inform này, đây là một động từ. Được chưa nào? Động từ này có nghĩa là gì? Thông báo. Được chưa? Yeah. Rồi, thứ hai, information, đáp án ở đây là một danh từ có nghĩa là thông tin. Được chưa nào? Và informational không phải là một từ có trong cái gia đình của inform nha, nó không có nghĩa. Được chưa nào? Nó không có nghĩa, chỉ có duy nhất một tính từ trong gia đình của inform đó là informative. Đây là tính từ mang nghĩa là thông tin hữu ích. Được chưa nào? Đó. Vậy thì chúng ta chọn C là đáp án sai. Vậy thì làm sao để xác nhận được loại từ nào? Thì chúng ta nhìn vô cái thành phần này. The. Được chưa? The. Đây là mạo từ phải đứng trước một danh từ. Được chưa? The này sẽ đứng trước một danh từ. Vậy nên chúng ta nhìn xuống cái loại từ ở dưới đây. Chúng ta thấy danh từ thì chúng ta chọn thôi. Được chưa nào? Được chưa? Vâng. Ok, rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi, câu tiếp theo. Câu này thì cô nghĩ là dễ. Chúng ta chọn được cho cô không? The áo dài is the dot 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 dress of the Vietnamese women. Câu à, câu số 4 cho các bạn. Đáp án là rồi, cố gắng là nếu như chúng ta có gì đó không biết cứ hỏi cô chứ đừng có tra Google giật ngang trong lúc làm bài nha. Ok, rồi. Thưa cô là câu số 4 thì con chào các bạn ạ. Beautiful. Beautiful đúng không? Beautiful thì có vẻ như đúng. Tuy nhiên đáp án không phải là beautiful mà là traditional. Chúng ta cùng nhìn vô bốn cái thằng này. Bốn thằng này đều là tính từ cả và theo như quy tắc vị trí của loại từ thì tính từ này đều có thể đứng trước danh từ là dress ở đây, được chưa? Vậy thì nếu như về ngữ pháp thì kiểu nào cũng đúng. Tuy nhiên nhưng chúng ta phải xét về mặt nghĩa nữa. Áo dài chúng ta biết đây sẽ là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đúng thế nào? Đó. Vậy nên chúng ta sẽ cần có một từ mà mang nghĩa là trang phục truyền thống. Thì traditional ở đây là thuộc về truyền thống, được chưa nào? Được chưa? Rồi, beautiful là xinh đẹp, rồi baggy là rộng thùng thình và Bình casual là trang phục thường. coi như là đúng rồi, bình thường để dùng để xuống phố đó. Được chưa? Cẩn thận câu này cho cô. Câu áo dài là một cái câu mà hay ra nhất, được chưa? Hay ra trong các đề thi. Và thường người ta sẽ ép mà muốn ép mình phải sử dụng đúng cái chữ traditional này nè. Rồi, câu số 5. Để ý cái khung giờ cho cô nha. Rồi, chúng ta đã có đáp án chưa? Ừ.
Thưa cô, là câu số 5 con chọn đáp án B à? B là on đúng không? Rồi, Vâng. lại một sự lựa chọn hơi tiếc nuối của mình nữa. Đáp án đúng ở đây phải là A. Tại sao chúng ta chọn A? Bởi vì cái khung giờ nó có tới 2 khung giờ lận. Được chưa nào? Vậy thì việc gì đó xảy ra giữa hai cái khung giờ này thì chúng ta sẽ dùng between. Được chưa nào? Được chưa? Rồi ví dụ như cô nói là cô có một cái giờ nghỉ giữa tiết 1 và tiết 2, hoặc là cô có một cái giờ nghỉ giữa 7 giờ, giữa 8 giờ và 9 giờ. I have a break time between 8 p.m. and 9 p.m. Cô có một cái giờ nghỉ giữa khung 8 giờ và 9 giờ. A break time between 8 p.m. and 9 p.m. Được chưa nào? Đó. Vậy thì chúng ta nhớ cho cô cái giới từ between này nó sẽ dùng để nói về một cái gì đó đang nằm ở giữa hai cái đối tượng còn lại. Được chưa nào? Rồi. Ok, chúng ta chọn on cũng chưa chính xác lắm. Trong cái vụ mà chỉ thời gian này, đặc biệt là thời gian trên đồng hồ, có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, đó là at nếu như chỉ có một cái khung giờ thôi, để cho một cái mốc thời gian nhất định. Ví dụ như chúng ta đó là tôi thức dậy lúc 6 giờ, I wake up at 6 a.m. Được chưa? Đó, at này dùng để chỉ giờ trên đồng hồ. Và between này sẽ dùng để nói về nằm ở giữa hai cái khung giờ nào đấy. Được chưa nào? Rồi, ok. Ok, vậy thì sau cái phần này thì cô nhận xét là chúng ta cần phải chú ý hơn về những cái kiến thức liên quan đến từ vựng của mình như thế nào. Đó. Rồi, đặc biệt đó là gì? Đặc biệt đó là loại từ và giới từ. Loại từ là sao? Loại từ là chúng ta cần phải xem xét coi là đứng ngay cái vị trí mà đang được tìm á, nó là loại từ gì? Danh từ, động từ hay là tính từ? Được chưa nào? Chúng ta sẽ phải nhìn vô những cái dấu hiệu nhận biết của các từ trong đáp án để đoán xem nó là loại từ gì. Ok chưa? Ok rồi. Rồi, chúng ta đi tiếp. Rồi, trên màn hình của cô đang là 5 câu hỏi cho phần ngữ pháp. Không biết chúng ta đã nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi. Ok, rồi. Trong câu hỏi đầu tiên, Jim seems not to get dot 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 well with his classmates. Ở đây nó đang bắt chúng ta chọn một trong bốn cái giới từ để điền vào. Vậy thì chúng ta xác định là gì? Ở đây có một cái động từ đúng không? Get này là động từ nè. Rồi, cái vị trí bỏ trống đằng sau bắt buộc phải điền một trong bốn giới từ. Được chưa? Vậy thì cái vị trí này sẽ là của một giới từ. Nhưng động từ mà cộng với giới từ nó tạo thành gì? Phrasal verb. Cụm động từ, để cho nào, chưa? Giờ động từ mà cộng với một giới từ thì nó tạo thành cụm động từ. Vậy nên chúng ta hãy cẩn thận cho cô. Cụm động từ khá đặc biệt nha. Phrasal verb này khá là đặc biệt. Câu này có khả năng là chúng ta sẽ không có biết. Chúng ta thử chọn cho cô một đáp án xem là liệu may mắn có đứng với chúng ta không. Câu số 1 con trả lời đáp án B à? D đúng không? D. Rồi, D. B à? B là đúng on rồi. Đúng rồi, B là đáp án đúng rồi đó. Được rồi. Rồi vậy thì cho cô biết là câu này chúng ta làm trên dựa trên may mắn hay là dựa trên hiểu biết đấy? Dạ. Là... Câu này thì con cũng đã nghe qua một lần. À, đã nghe qua một lần rồi. Ok, đó là một dấu hiệu rất tốt. Rồi, good. Rồi, ở đây cô có cái cụm này như sau. Chúng ta nhớ cho cô nhé. Get on well with. Được chưa? Là sống hòa đồng với ai? Được chưa nào? Đó. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu sống hòa đồng với ai này thì chúng ta dịch cái câu 1 rất là dễ. Jim dường như không thể sống hòa đồng với bạn cùng lớp của mình. Được chưa nào? Ok, tốt. Ok. Sang câu thứ hai, câu này nó đang hỏi chúng ta về kiến thức của câu tường thuật reported speech, một cái mảng kiến thức cực kỳ quan trọng trong lớp 9. Đó, câu tường thuật nha, xem kỹ cho cô.
Rồi, chúng ta có đáp án của mình chưa? Con đã có rồi cô. Ok, rồi con phải thưa cho con. cô là con đi cô câu số 2 cho đáp án. Câu số 2 cho đáp án D ạ. D. Đáp án chính xác. Good job. Đúng rồi, đáp án chính xác. Kiến thức về câu tường thuật của chúng ta vẫn nhớ khá tốt, được chưa? Câu tường thuật mà câu tường thuật bắt đầu không phải. Tức là cái vế tường thuật, cái mật đề tường thuật mà nó bắt đầu bằng if như vậy thì cho thấy cái câu được hỏi trong câu gốc nó là một câu hỏi yes no, được chưa nào? Và để tường thuật câu hỏi yes no, chúng ta sử dụng if hay là whether trong mật đề tường thuật. Sau đó cộng với chủ ngữ, được chưa? Rồi sau đó cộng với was hoặc là were, được chưa nào? Words were tùy theo cái ngôi của chủ ngữ đấy nha, tùy theo chủ ngữ là số nhiều hay số ít. Mà nói chung là ở đây chúng ta nhớ chính xác kiến thức rồi, rất tốt, good. Sang câu tiếp theo, câu số 3 là một câu liên quan đến kiến thức của which, câu điều ước. Con chưa. Rồi chúng ta có đáp án chưa? Con thưa cô câu số 3 con chọn đáp án C will have. C, she wishes she will have a lot of money now. Hơi tiếc cho chúng mình là chúng mình quên mất cái kiến thức của câu điều ước rồi. Câu điều ước chúng ta để ý cho cô, nếu như ở đằng sau cái vế này, tức là đây là wishes mở đầu cho điều ước, thì chưa? Wishes mở đầu cho điều ước, chúng ta xác định coi điều ước đó là xảy ra khi nào. Được chưa? Điều ước đó đang xảy ra ngay lúc này. Đó. Vậy thì lúc này phải như thế nào mà cô ấy mới đưa ra cái tình huống như vậy? Chắc chắn là lúc này cô ấy không có tiền nên cô ấy mới ước là bây giờ có nhiều tiền. Đúng chưa? Đúng không? Vậy thì cái việc mà ở hiện tại cô ấy không có nhiều tiền nhưng ước có nhiều tiền thì đó là điều ước không có thật ở hiện tại. Đúng không? Ở hiện tại bởi vì cô ấy không có tiền nên cô ấy mới ước có nhiều tiền, thì cái việc mà có nhiều tiền đó thì nó sẽ trái với hiện thực, thì cô gọi đó là điều không có thật, điều ước không có thật. Rồi chúng ta hiểu câu số 3 chưa Đăng? Rồi. Ok, và với điều ước không có thật ở hiện tại thì chúng ta đơn giản là lùi thì xuống quá khứ thôi. Rồi chú ý cho cô câu điều ước nhé. Tiếp câu số 4. Câu số 4 này sẽ liên quan đến kiến thức về lượng từ, được chưa nào? 4 đáp án A, B, C, D ở đây đều gợi cho chúng ta biết được về kiến thức lượng từ. Tuy nhiên, không phải cứ few với a few là giống nhau và little và a little sẽ giống nhau đâu nhé. Nó sẽ hơi khác một chút xíu, hy vọng là chúng ta nhìn ra được điểm khác biệt. Rồi, chúng ta đã có đáp án cho câu số 4 chưa nhỉ? Còn cho cô câu số 4, con chọn đáp án. Câu số 4 chọn đáp án B ạ. B, rồi, ok. Đáp án của chúng ta là B thì đó là đáp án chính xác. Congratulations, đúng rồi. Ok, thì cô nhắc lại một chút xíu là chúng ta nhìn kỹ vào chữ problem giúp cô nhé. Problems ở đây chúng ta thấy cái chữ S hiển thị rất là rõ ràng. Vậy thì đây sẽ là một danh từ đếm được, được chưa nào? Biết nó là danh từ đếm được rồi thì mình thẳng tay mình loại luôn cái C và D luôn. Bởi vì little và a little chỉ đi được với danh từ không đếm được thôi. Đó. Loại được C và D rồi, chúng ta còn lại A và B. Thì chúng ta sẽ phải xem coi là cái few và a few nó khác nhau về mặt ngữ nghĩa như thế nào. Được chưa? A few ở đây có nghĩa là một vài, nó mang nghĩa khá là tích cực. Tuy nhiên few nó có nghĩa là một ít và hầu như là không có, nó mang nghĩa tiêu cực, cho nên chúng ta không có sử dụng few trong trường hợp này mà chỉ chọn a few thôi. Tốt, rồi câu số 5, câu cuối cùng. Câu
Câu số 5 con chọn đáp án B ạ. Rồi câu số 5 chúng ta chọn đáp án B. Rồi rất là đơn giản thôi, được chưa? Ok, chính xác. Vậy thì ở cái phần ngữ pháp này chúng ta đúng được 4 trên 5 câu. Really nice, rất là tốt. Ok. Rồi chúng ta còn thắc mắc gì nữa không? Những gì cô đã giải thích chúng ta nhớ giúp cô nhé. Dạ vâng. Ok, rồi cẩn thận câu điều ước nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến phần nghe. Rồi cố gắng tỉnh táo để chuẩn bị làm phần nghe cho cô nhé, bởi vì phần nghe này sẽ hơi dài, hơi khó một chút xíu. Đây, cô mở lại vì cô muốn chắc chắn để chia sẻ cái file nghe rồi. Rồi, chúng ta kiểm tra âm thanh trước cho cô. Progress test unit 2. Rồi, chúng ta nghe thấy cái người ta vừa nói progress test unit 2 chứ? Dạ, rồi. Ok, tốt. Rồi, nghe rõ rồi thì tốt. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn. Rồi, chúng ta nhìn trên màn hình nhé. Ở đây chúng ta có A, B, C, D, E, F là 6 câu gì? 6 câu tóm tắt trên màn hình, phải chưa? Có 6 câu tóm tắt nội dung trên màn hình. Mỗi một cái nội dung được tóm tắt sẽ liên quan đến một bài nói trong cái băng nghe. Băng nghe sẽ cho chúng ta nghe 5 người nói, được chưa nào? 5 người nói, mỗi người nói một bài đó. Thì trước cái người nói, người ta sẽ nói là speaker 1, speaker 2, speaker 3 chẳng hạn. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm cái nội dung tóm tắt nó phù hợp với cái người nói, với thứ tự người nói, được chưa nào? Chứ đơn giản là chúng ta sắp xếp lại cái này theo đúng thứ tự cho cô thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ cô cho chúng ta khoảng 2 phút để đọc đề từ A đến F. Và chúng ta có cái gì đó chúng ta không hiểu thì hãy hỏi cô ngay nha. Bây giờ chúng ta phải hiểu được cái nội dung tóm tắt này để lát nữa khi mà chúng ta nghe thì chúng ta nhặt cái từ khóa, cố gắng nghe nhặt cái từ khóa để chọn được đáp án chính xác cho cô. Từ A đến F chúng ta có thắc mắc gì thì hỏi cô ngay nha. Rồi chúng ta có 2 phút. Ok cô xong rồi. Ok, rồi chúng ta hiểu hết đúng không? Chúng ta hiểu. Rồi cái mạng của mình hơi bị lag một chút xíu, nên nếu như mà có bất kỳ trục trặc gì thì hãy lên ra hiệu với cô nhé. Nếu có bất kỳ trục trặc gì thì hãy ra hiệu với cô bằng cách nhắn tin trong chat. Vâng. Rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu mở bài, được chưa? Mỗi một người nói, người ta sẽ đọc tên là speaker 1, 2, 3 gì đó. Hãy cố gắng nghe hết cho cô. Chúng ta được nghe 2 lần nha. Rồi. Unit 2. 1. 1.1. I love whitewater kayaking. It's such an exciting sport. Kayaking through a rocky valley in the middle of beautiful countryside is fantastic. To be honest, it's not something I do very often because I live in a city. And there are no rivers or streams nearby. I can only do it at weekends, unfortunately. 2. I thought rock climbing was great as soon as I started doing it. It took ages to get good at it, though. I was okay at going up normal cliffs, but if there was a difficult bit of rock that you had to climb around, then I found that so hard because my arms weren't strong enough. I like the challenge, though, and these days I find I can do even the most difficult climbs. 3. I did a bungee jump 20 years ago when I was travelling in New Zealand. Most people are really scared when they're standing waiting to jump. Actually, I was very excited then, and I wasn't disappointed when I was flying through the air either. It was a little bit scary when my head nearly hit the water, though. I won't forget that bit. And I think it's something you should only do once in your life,
You need to do it when you're young and brave. 4. I started hang gliding years ago after doing a few weeks of training. I do it as much as I can now. People think that it's a dangerous sport, but if you know what you're doing, it's actually safer than driving a car. I've been lucky anyway, and I think that's because I understand the weather and I'm so experienced. And actually, if something did happen to me, maybe it would stop me flying for a while, but I would do anything to get in the air again as soon as possible. I love it too much. 5. Mountain biking through the forest at the back of my house is the best way to relax. If I have a hard day at work, I just get on my bike. It doesn't matter what the weather's like. The rain makes it really difficult and you get filthy, but that's all part of the fun. I tell all my friends that there's nothing better than the feeling of going down the hill than up the other side. Sometimes I fall off and injure myself, but I don't care. It's brilliant. And when I go back in the house, work is just a memory. Ok, đó là người nói thứ 5, cũng là người nói cuối cùng trong cái series này, được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ được nghe lại một lần nữa và ở lần nghe này cố gắng hoàn tất những cái có câu mà chúng ta chưa làm được và kiểm tra lại những câu mà chúng ta đã điền đáp án rồi, được chưa nào? Rồi, một lần nữa, bắt đầu lần thứ 2 nhé. Progress test unit 2. 1. I love whitewater kayaking. It's such an exciting sport. Kayaking through a rocky valley in the middle of beautiful countryside is fantastic. To be honest, it's not something I do very often because I live in a city and there are no rivers or streams nearby. I can only do it at weekends, unfortunately. 2. I thought rock climbing was great as soon as I started doing it. It took ages to get good at it, though. I was okay at going up normal cliffs, but if there was a difficult bit of rock that you had to climb around, then I found that so hard because my arms weren't strong enough. I like the challenge though, and these days I find I can do even the most difficult climbs. 3. I did a bungee jump 20 years ago when I was traveling in New Zealand. Most people are really scared when they're standing waiting to jump. Actually, I was very excited then, and I wasn't disappointed when I was flying through the air either. It was a little bit scary when my head nearly hit the water, though. I won't forget that bit. And I think it's something you should only do once in your life. You need to do it when you're young and brave. 4. I started hang gliding years ago after doing a few weeks of training. I do it as much as I can now. People think that it's a dangerous sport, but if you know what you're doing, it's actually safer than driving a car. I've been lucky anyway, and I think that's because I understand the weather and I'm so experienced. And actually, if something did happen to me, maybe it would stop me flying for a while, but I would do anything to get in the air again as soon as possible. I love it too much. 5. Mountain biking through the forest at the back of my house is the best way to relax. If I have a hard day at work, I just get on my bike. It doesn't matter what the weather's like. The rain makes it really difficult and you get filthy, but that's all part of the fun. I tell all my friends that there's nothing better than the feeling of going down the hill than up the other side. Sometimes I fall off and injure myself, but I don't care. It's brilliant. And when I go back in the house, work is just a memory. Ok, chúng ta đã xong được 2 lần rồi. Và chúng ta có thể cho cô xin đáp án được chưa nè? Rồi, câu A sẽ là của người nói số mấy đây? Con thưa cô là câu A sẽ là của người nói số 1 ạ. Số 1 rồi, vậy thì câu B sẽ là của người nói số mấy? Câu B sẽ là của người nói số 5 ạ.
Số 5 rồi. Số câu C của người nói số mấy đây? Con thưa cô, câu C là của người nói số số 6 à? Không, sẽ có một cái bị thừa ra nha, chỉ có 5 người thôi. Nếu như mà nếu mà không có người nói nào thì chúng ta thừa ra cho cô nha. À vâng, thì con sẽ bị thừa. Còn câu D là của người nói số 4 á. 4 rồi, ok, người câu E là của người nói số mấy đây? Số E là của người nói số 3. Số câu 3 là của người nói số 2. Rồi, bây giờ trước khi mà review đáp án thì cô sẽ hỏi một chút xíu là chúng ta thấy bài này có khó không? Dạ khá là khó đúng không? Khó. Ừ. Rồi với cả cái dạng này, đây là dạng đầu tiên mà chúng ta làm được chưa? Lần đầu tiên làm cái dạng nghe như vậy. Nghe này sẽ là nghe hiểu chứ không phải là nghe bắt từ vựng và bắt từ khóa. À, theo cái kiểu như chúng ta thường hay được làm ở trên trường ấy, thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta điền một cái từ mà chúng ta nghe vào đúng không nào? Còn ở đây không, chúng ta sẽ phải nghe hết cả nội dung của cái bài đó và hiểu coi là cái bài này nó đang tóm tắt cái gì. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ review đáp án cho mình. Rồi, nếu như mà chúng ta có làm không đúng thì cũng không phải buồn nhé. Rồi, ok. Rồi, thật tiếc là khi mà chúng ta không có chọn đúng đáp án nào cả, nhưng mà ở đó cũng là một cái trải nghiệm. đây cũng là một cái trải nghiệm chúng ta. Speaker 2 say it wasn't easy learning to do the sport. Rồi cái người nói số 2, người ta sẽ nói như gì? Đây, để cô mở cái phần lời thoại. Đấy, người nói số 2, người ta sẽ nói một câu mà I thought rock climbing was great as soon as I started doing it. It took ages to get good at it. Thấy chưa? Ở đây nó có một cái câu rất là hay, đó là it took ages to get good at it. Tức là tốn của họ rất nhiều thời gian họ mới có thể trở nên tốt cái bộ môn này được. Nên là it took ages to get good at it, được chưa? Vậy nên chúng ta hiểu là cái việc này nó rất là khó khăn đối với họ, học một thời gian dài mà đương nhiên phải khó khăn rồi, được chưa? Hiểu ý của cô không? Có. Rồi, ok, hiểu ý của cô thì tốt. It took ages đó là tốn rất nhiều thời gian. Rồi, good. Bây giờ cô quay lại cái câu số 1. Đây, speaker 1 doesn't do the extreme sport as much as they want to. Câu này chúng ta hiểu nghĩa tiếng Việt là gì đây Đăng ơi? Dạ. Câu B đó, câu B, câu đó chúng ta hiểu là gì? Rồi, câu B chúng ta hiểu như sau. Câu B chúng ta hiểu như sau nhé. Chú ý cho cô nè. Doesn't do the extreme sport. Không có tham gia cái hoạt động thể thao mạo hiểm này. As much as, nhiều như họ mong muốn. Để xem nào. Không có tham gia cái hoạt động này nhiều như họ mong muốn. Ví dụ như chúng ta lên lịch chơi bóng rổ là 2 lần một tuần đúng không? Đó, nhưng mà vì một lý do nào đấy đi học chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải giảm cái lịch chơi xuống là chỉ còn một tuần một lần thôi. Đúng không? Vậy thì nó sẽ ứng với cái trường hợp này là not as much as they want to, là không nhiều như họ mong muốn, không nhiều như em mong muốn. Được chưa nào? Rồi, nếu mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta qua câu tiếp theo. Speaker 3 thinks that... từ từ. Cô chưa giải thích cái câu số 1 nhỉ? Đây. Speaker 1, trong cái đoạn của speaker 1 là người nó xuất hiện đầu tiên ấy, thì họ có nói là gì? I can only do it at weekends, unfortunately. Unfortunately ở đây là một trạng từ nói về cái việc gì đó thật không may mắn, thật đáng tiếc, đáng buồn, được chưa nào? Đó. Và họ chỉ có thể làm cái hoạt động này vào cuối tuần thôi. Rồi, chúng ta hiểu chứ? Ok. Rồi, chúng ta có cần giải thích gì thêm không? Rồi, nếu mà không giải thích gì thêm thì cô đi tiếp với câu số 3. Speaker 3 thinks that they're too old to do the activity now. Câu số 3 người ta nói là người ta quá già để thực hiện cái hành động này, cái hoạt động này rồi. Thì nó nằm ở ngay cái câu cuối. It's something you should only do once in your life. Là một cái điều gì đó bạn nên làm duy nhất một lần trong đời thôi. Đó, là
bạn cần làm nó, bạn nên làm nó khi bạn còn trẻ và kiểu như đúng rồi. Đó, vậy thì bản thân cái người này là sao? Là không còn trẻ nữa, mở đầu người ta cũng có nói là học chơi cái môn này 20 năm trước. Rồi, speaker 5 doesn't travel far to do the sport. Người này không phải đi đâu xa để có Không thể chơi được. đi cho xa. Đúng rồi, chính xác. Không phải Người đi đâu ta xa. Không phải đi đâu xa thì chúng ta nghe được cái gì? Through the forest at the back of my house. Ngay câu đầu tiên luôn, chúng ta phải để ý nè. Là lái xe đạp xuyên qua cánh rừng đằng sau ngôi nhà của tôi. At the back of my house là đằng sau ngôi nhà. Được chưa nào? Đó. Vậy thì cái việc mà đi đi chơi cái môn thể thao mạo hiểm đấy, môn xe đạp địa hình đấy mà ở ngay cái cánh rừng đằng sau ngôi nhà là quá gần rồi, đâu phải di chuyển xa làm gì đâu. Rồi, speaker 4, learn how to do the sport a long time ago. Người số 4 thì người ta nói thẳng luôn là ngay câu đầu tiên là I started hang gliding years ago. Tôi bắt đầu học cái môn hang gliding này nhiều năm về trước. Để xem nào. Ok. Rồi, chúng ta đã hiểu hết chưa? đã rồi ạ. Ok, hiểu hết rồi. Thật. Rồi. Như đang cũng đã chia sẻ là cái kỹ năng nghe của chúng ta thì không có được luyện tập nhiều, cho nên là bất kỳ dạng bài nào cũng sẽ gây khó khăn cho chúng ta, đúng không? Rồi, vậy thì lần sau chúng ta, nói chung là từ từ giờ về sau thì hãy cố gắng là chúng ta nghe mỗi ngày một ít, nghe kiểu như những từ, những cái cơ bản nhất cũng được, để cho quen với giọng điệu của họ, cái cách họ phát âm, rồi sau đó là mới làm bài được, được chưa nào? Rồi, vậy thì cho câu hỏi là ở trên trường chúng ta làm bài đọc có nhiều không? Chắc là nhiều chứ hả? Bài đọc vậy ạ, Đúng rồi, bài đọc. nào cũng có ạ. Ừ, bài đọc lúc nào cũng có, vậy thì chúng ta có tự tin với cái kỹ năng đọc này không? Chúng ta có tự tin với kỹ năng đọc này không? Rồi, bài đọc này thì chúng ta nhìn vô cái phần phía bên trái cho cô nhé. Phía bên trái đang là nội dung bài đọc của chúng ta để chơi nào, và nó xuất hiện ba cái thằng số 1, số 2, số 3 này là những cái vị trí mà chúng ta sẽ cần phải điền một cái câu bị khuyết thiếu vào cho cô. Những cái câu bị khuyết thiếu đấy thì nó đang nằm trong cái danh sách 5 cái câu này. Được chưa? Chọn câu đúng và điền vào chỗ trống cho cô. Nó là một câu chứ không phải một từ luôn nhé. Được chưa nào? Làm cái dạng bài điền câu này thì chúng ta sẽ xác định được là cái kỹ năng xác định cái luận điểm và luận cứ của chúng ta trong trong văn bản. Rồi, với bài đọc này thì cô cho mình 10 phút, vậy thì sau 10 phút cô sẽ hỏi thăm cái tình hình của mình ha. Được chưa nào? Ok. Nhớ nha, đọc cái bên trái sau đó là chọn một trong các đáp án ở bên phải để điền vào. Rồi, và nếu như có thắc mắc thì có thể hỏi cô.
Ôi, con xong rồi ạ. Ồ, chúng ta làm nhanh vậy luôn hả? Rồi, chắc là nội dung bài đọc cũng không quá khó đối với mình đúng không? Ok, nếu như mà chúng ta đã xong rồi thì hãy cho cô biết đáp án nhé. Câu số 1, đáp án của chúng ta là gì? À, một một đáp án là gì nào? Vâng, thưa cô là câu số 1. Câu số 1 con cho đáp án E ạ. E rồi, ok. Rồi câu số 2 là gì? B ạ. B đúng không? Rồi và câu số 3 sẽ là Câu số 3 sẽ là A ạ. A rồi, ok. Rồi. Cô nhận xét như sau là ba đáp án này chưa đúng, vẫn còn thời gian nên là cô muốn chúng ta đọc lại và chọn đáp án đúng nhất cho cô nhé. Nói chung là trong ba đáp án này thì có đáp án 1 và 2 là đúng, hai cái chữ cái đấy sẽ xuất hiện trong ba đáp án rồi nhưng mà chúng ta đang đặt sai vị trí thôi. Được chưa? E và B có mặt trong đáp án nhưng chúng ta đang đặt sai vị trí rồi, hãy đọc lại và xem xét lại cho cô, sắp xếp sao cho đúng. Được chưa? Cố gắng lên. Chúng ta vẫn còn 5 phút nữa, cố gắng dành cho cô thời gian 5 phút. Rồi, mình đã có đáp án của mình chưa ta? Đã sửa được đáp án. Đã sửa được đáp án chưa nhỉ? Rồi nếu mà được thì chúng ta bắt đầu đọc luôn cho cô nhé. Còn nếu mà chưa thì hãy cứ nói cho cô, nói là xin thêm ý tí thời gian cũng được. Trong thưa cô là số 1 con điền B ạ. Ok, một điền B đúng không? Rồi. Câu số 2 chúng ta điền gì? À, mạng của chúng ta. À, 2 chúng ta điền E đúng không? Rồi, sorry, cái kết nối nó không được ổn lắm nên vừa rồi cô không nghe thấy gì hết. 2 E và cuối cùng 3. 3C ạ. 3C, rồi, ok. Rồi. Cô sẽ hiển thị đáp án của mình nhé. Nếu như mà chúng ta đã chốt đây là ba đáp án của chúng ta thì cô sẽ hiển thị. Rồi, đáp án đầu tiên, hơi tiếc một cái, đây không phải là đáp án B mà mình đã chọn. Được chưa? Rồi, chúng ta nhìn xuống câu số 2, đáp án câu số 2 là gì? Là E. Rồi, chúc mừng Đăng. Và câu số 3, đáp án của mình là C. Thì đây không phải là đáp án đúng, phải B của mình đang đã phải đặt ở câu số 3 này cơ. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta đang đúng 1 trên 3 câu. Rồi, vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại có đáp án D ở đây? Chúng ta nhìn đáp án D. However, his record-breaking expedition in 1988 was not an easy one.
Tuy nhiên, cái chuyến thám hiểm mà đã phá vỡ kỷ lục của anh ấy không phải là một chuyến đi dễ dàng. Để xem nào. Thì chúng ta thấy ấy, là ở cái đoạn mà trước cái câu cần điền này ấy, thì cái nội dung phía trước ấy nó đang tâng bốc, nó đang khen ngợi cái người đàn ông tên là Stephen này, đúng không? Đó, cái người đàn ông nhân vật chính này thì cái đoạn trước nó đang ca ngợi, được chưa? Rồi, sau đó thì ngay cái đoạn phía sau ấy nó đang như thế nào, nó đang mô tả những cái khó khăn mà anh này gặp phải trong cái chuyến chuyến thám hiểm lên đỉnh Everest. Vậy thì cái câu D ở đây nó đóng vai trò như một câu chuyển từ cái ý mà đang khen ngợi sang một cái nội dung mới hoàn toàn. Nội dung hoàn toàn đó là gì? Kể lại những cái khó khăn mà anh ấy gặp phải, được chưa nào? Đóng vai trò như một câu chuyện và chỉ có câu D là câu thích hợp thôi, được chưa? Rồi, còn câu E, đây câu E chúng ta sửa lại là đúng rồi nè. E ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nguyên cái nội dung mà đang ở trên màn hình này, từ đây cho đến đây là nội dung mà được trích dẫn trực tiếp từ cái người tên là Chris, tên là Stephen này. Thì người ta sẽ như thế nào? Người ta sẽ xưng là ai? Vậy thì mình sẽ phải tuân thủ theo cái ngôi xưng của người ta thì mình sử dụng ai thôi. Cho nên cái câu E này là câu chính xác. Được chưa nào? Rồi. Và ở đây người ta đang nói đến cái việc mà người ta đi ngủ ấy. Thì cái câu E này nó có cái chữ mà lie down, tức là nằm xuống, là người ta rất muốn nằm xuống. Được chưa? Thì nó đang liên quan đến cái nội dung của câu câu của cái đoạn gần đó nên chúng ta chọn E là đúng rồi. Và cuối cùng câu B. Câu B thì nó nói là by that time, vào thời điểm đó, there was almost no food left, là không, hầu như chẳng còn tí đồ ăn nào cả. Vậy thì cái câu B này nó đang nói đến cái việc gì? Là hết lương thực rồi. Đó. Rồi chúng ta nhìn kỹ cái đoạn sau này. On the last day we had a boiled sweet. Và cái này chúng ta là vào ngày cuối cùng thì họ đã ăn một cái món gì? Kiểu như là đồ ngọt nhưng mà phải luộc lên nữa. Thì chắc. Rồi, họ phải ăn một cái miếng, ăn một cái thức ăn gì đó. And we use the last tea bag. Họ phải sử dụng cái túi trà cuối cùng đến mức mà không còn có nước, không còn đổi màu nữa, rồi nó chỉ còn là nước lẻ thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Đề này có quá khó không? Hơi gây cho con một chút khó khăn. Ok, hơi gây cho con một chút khó khăn đúng không? Vậy thì cái cách làm bài dạy như vậy thì cô gợi ý nè, là trước cái chỗ trống cần điền chúng ta đọc kỹ cho cô là nội dung phía trước và nội dung phía sau, để cho trước khi điền phải đọc kỹ nội dung coi là xem coi nó đang kết nối với nhau như thế nào, được chưa nhỉ? Được chưa? Và chúng ta xác định được cái thông tin bị thiếu nó đang liên quan gì đến cái đoạn đó là chúng ta chọn để đáp án ngay. Đúng như câu E và câu B thì cô xác định được là câu E đang liên quan đến cái nội dung là việc đi ngủ, và câu B liên quan đến cái việc mà kiểu như là hết lương thực, hết đồ ăn rồi. Đó, thì cô chọn được đáp án là E và B. Rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ tiến hành luôn cái phần he speaking cuối cùng. Rồi, với phần speaking này thì cô hy vọng là chúng ta có thể tự tin trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh giúp cô nhé. Okay, look on the screen and answer the questions for me. Đặng, have you ever been stressed? Have you ever been stressed? Rồi, chúng ta hiểu câu hỏi chứ nhỉ? Ok, chúng ta trả lời lại cho cô đi, nãy cô không có nghe. Have you ever been stressed? Câu trả lời của chúng ta là gì? Have you ever been stressed? Con thưa cô là have you Yes or no? Chúng ta chỉ cần trả lời yes or no cho cô thôi. Yes. Ok, để cho câu hỏi này có nghĩa là gì? Trước đây chúng ta đã từng bị Trước stress bao đây giờ? Đúng mình rồi. Được chưa? Đã từng bị stress căng bao thẳng giờ chưa? Đúng rồi, đã từng bị căng thẳng bao giờ chưa? Thì chúng ta nói là yes, đó, I have cho cô, được chưa? Từ để hỏi bắt đầu của cô là yes, I là have, thì chúng ta sẽ phải trả lại cho cô yes, I have. Đúng rồi. Rồi, vậy thì what was the problem? Vấn đề gây stress cho chúng ta là gì? Để chúng ta có trả lời được không? What was the problem? có What was the problem?
Vấn đề gây ra stress cho chúng ta là gì? Due to exam pressure. Can you say it again? Cái từ này con hơi khó đọc một tí bởi vì Rồi, vậy thì con có thể gõ không ra biết câu chat cho cô được không nhỉ? đã được ạ. Đây ạ. Rồi, gõ ra chat cho cô nhé. Đây ạ. Rồi. Due to exam pressure. Đọc lại cho cô. Due to exam pressure. Due to exam Ok, good. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đang muốn nói là bởi vì cái áp lực từ thi cử, đúng không? Rồi, pressure. ở đây cô chỉ hỏi what was the problem thì đơn giản chúng ta trả lời trực tiếp cho cô. Đó là exam pressure là được. Hoặc là it was, exam pressure. Được chưa nào? It was exam pressure. Rồi, lại một lần nữa cô hỏi câu đầu tiên. Have you ever been stressed? Yes, Đúng rồi, chính xác. What was the problem? have. It's what Ok, được rồi. Được chưa? Cái này chúng ta sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn trong cái việc mà triển khai ý và phát âm đúng. Cô nghĩ là chúng ta có ý tưởng đấy, nhưng mà chúng ta không có chọn được từ vựng, đúng không? Và sau đó là chúng ta phát âm cũng chưa có ổn, nên là cái việc mà chúng ta giao tiếp nó sẽ gặp nhiều khó khăn, đúng chưa nào? Ở trên lớp hay là ở những cái trung tâm chúng ta theo học trước đây thì chúng ta có sử dụng tiếng Anh, gần như là có sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp không nhỉ? Chúng ta có giao tiếp nhiều không? cũng có Không, có hay là không? Cô không nghe rõ. là có Có hả? Rồi, ok. Vậy thì những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi chúng ta chưa gặp bao giờ, đúng không? Rồi, vậy thì nếu như bây giờ là cô ví dụ như hỏi thăm sức khỏe này hay là kiểu kiểu yêu cầu đang là hãy kể về một ngày của mình thì chắc là những cái đó đang làm được, đúng không? Còn những cái câu hỏi mà dạng bài thi như vậy thì chắc là không ổn. Đúng chưa nhỉ? Rồi, cô nghĩ là với những cái câu hỏi mà nó mang tính mà mang tính mà nghị luận cao như là cái câu mà what are environmental problems in Vietnam nowadays? Và câu số 2, why do tourists like to buy handicrafts as souvenir? Thì cô nghĩ là chúng ta hiểu trong tiếng Việt, nhưng dịch ra cái ý tưởng trả lời của chúng ta sang tiếng Anh thì sẽ hơi khó. Chúng ta có muốn làm thử cái câu số 2 và câu số 3 không? Ok, câu số 2 là gì? Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? Handicrafts ở đây là đồ thủ công. Để chơi nào. Handicrafts là đồ thủ công và souvenirs là đồ lưu niệm. Vậy thì hãy trả lời cho cô biết. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? Rồi, chúng ta đang sử dụng phần mềm gì đó đúng không? Đang bận gì hả? Đang tìm từ ạ. Ok, đang Bởi tìm vì từ. con hiểu câu hỏi nhưng mà có những cái từ con chưa thể nghĩ ra được. Rồi, có những từ chưa nghĩ ra được. Con có thể hỏi trực tiếp cô cũng được. Thì chắc con có thể hỏi trực tiếp cô Con cũng được. cho cô này, con định trả lời với cô là người ta muốn lưu giữ lại một cái kỷ niệm nào đó mà nơi người ta đến, như con chứ không thể nói sang được tiếng Anh. Được, được. Rồi bây giờ chúng ta khi mà chúng ta sử dụng điện thoại, đúng không? Chúng ta muốn lưu giữ một cái tấm ảnh mà chúng ta có ở trên mạng thì chúng ta bấm vào nút nào? Chúng ta sử dụng cái nút gì đấy? Đúng rồi, chính xác. Save ở đây có nghĩa là lưu giữ, được chưa nào? Rồi, và chữ kỷ niệm là gì? Kỷ niệm chúng ta có biết chữ kỷ niệm trong tiếng Anh không nhỉ? Kỷ niệm mà. Memo. Memory. Đúng rồi, chính xác. Rồi, để cho đây là kỷ niệm. Hoặc là nếu như chúng ta có sử dụng vi tính thì chúng ta cũng biết memory này có nghĩa là bộ nhớ, để cho nào.
Bộ nhớ việc của nó làm gì? Đó là lưu giữ lại các cái hoạt động hay là các cái phần mềm mà chúng ta đã cài đặt vô trong máy. Cái chức năng lưu giữ đó của nó sẽ gần giống như với cái việc mà chúng ta có những cái kỷ niệm đẹp trong cái trí nhớ của chúng ta. Được chưa? Rồi, chúng ta có save là lưu giữ, memory. Rồi, ý của chúng ta muốn nói là bởi vì họ, đúng không? Because. Đó, because they muốn như thế nào? Want to say the đẹp sẽ là beautiful, đúng không nào? Beautiful memory. Rồi, kỷ niệm này là của cái gì, của nơi nào? Of the place they visit. Họ đến thăm. Được chưa nào? Because they want to save the beautiful memories of the place they visit. Được chưa? Rất là đơn giản thôi mà, because they want, bởi vì họ muốn, save ở đây là lưu giữ the beautiful memories, những cái kỷ niệm đẹp của cái nơi mà họ đến thăm. Rồi, trả lời lại cho cô nào. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? Because they want to save the beautiful memory of the place they visit. Ok, rồi. Chúng ta bị lỗi phát âm khá là nặng. Đó là lỗi không có âm đuôi. Ví dụ như memories không có đuôi S. The place không có đuôi S. Cái chữ save này của chúng ta không có đuôi V. Thì chúng ta sẽ cần phải chú ý lại những cái lỗi phát âm này. Khi vào học thì thầy cô sẽ sửa kỹ cho chúng ta ha. Rồi. Ok, thời gian cũng không còn nhiều, cũng đã trễ rồi nên là cô có thể sẽ dừng cái bài kiểm tra tại đây. Và cô cũng đã có đủ cái nhận xét làm cho mình rồi. À, nhìn chung thì cô thấy là cái tiếng Anh của mình không phải là quá tệ, nhưng mà chúng ta đang bị lỗi hỏng từ vựng khá là nhiều. Riêng cái phần ngữ pháp thì chúng ta nhớ rất là tốt, đây là một cái điều mà đáng khen của mình. Nhưng cái phần mà hỏng từ vựng, chúng ta không biết quá nhiều từ vựng á. Đó, nên là cái việc mà nghe này, hay là cái việc mà giao tiếp với cô cũng bị như thế nào, cũng bị ảnh hưởng, đúng không? Bởi vì không có từ vựng, chúng ta không nghe được người ta nói gì. Không có từ vựng, chúng ta không có thể gọi như là diễn đạt cái ý trong đầu mình được. Được chưa? Thêm một lỗi nữa đó là lỗi phát âm, thì cái này chúng ta sẽ phải sửa từ từ. Được chưa nào? À, chúng ta có mục tiêu trong tương lai là gì không nhỉ? Mục tiêu khi mà chúng ta học tiếng Anh ý. Chúng ta muốn đạt được gì khi mà đi học tiếng Anh nào? Con cho cô à, tức là cái mục tiêu khi mình ra trường đúng không cô? Không phải là khi mình ra trường, kiểu như là trả lời câu hỏi đơn giản là em học tiếng Anh để làm gì ấy, trả lời câu hỏi đơn giản đó. Anh Đúng rồi, hiện tại em học tiếng Anh để làm gì? Là để cải thiện điểm số trên trường hay để cải thiện điểm cải học? thiện điểm số và cải thiện cái khả năng phản xạ khi kiểu đi gặp kiểu mình có thể mình nói chuyện với người nước ngoài khi người ta hỏi mình một điều gì đó. Ok, rồi, được rồi. Vậy thì ý của cô hiểu như sau, là thứ nhất chúng ta muốn cải thiện điểm ở trên trường lớp. Vậy thì trên lớp thì điểm tiếng Anh của mình là có thuộc dạng là yếu không, hay là nó cũng ở mức bình thường thôi? Dạ cũng tiếng Anh thì hơi yếu ạ, À, hơi hơi yếu rồi. cũng khá là yếu. Rồi, ok, cô hiểu rồi. Rồi, vậy thì điểm tiếng Anh của chúng ta là đang không được cao như kỳ vọng, đúng không? Vâng. Rồi. Đó là cái việc mà chúng ta muốn làm. Thứ hai đó là có thể phản xạ tốt để khi mà gặp những trường hợp muốn nói tiếng Anh thì có thể nói được. Rồi. Ok, cô đã có cái kết quả cho mình rồi. Nếu như mà với cái năng lực hiện tại của mình thì cô sẽ xếp cho mình một cái giáo trình mà nó gần như là đi lại hoàn toàn những cái kiến thức mà mình đã học qua trước đây luôn, và đặc biệt là bổ sung cho mình rất là nhiều từ vựng. Thì chúng ta cũng phải cố gắng là theo kịp giúp cô nhé. Bởi vì cái vấn đề quan trọng nhất của mình đó là mình không có từ vựng và phát âm của mình còn sai rất là nhiều, nên gần như là phải sửa lại ngay từ những cái ban đầu luôn. Được chưa? Rồi. Ok. Vậy thì cái giáo trình mà chúng ta sẽ học nó sẽ như vậy. Tức là bộ sách mà chúng ta được học ở Pantado là gồm có 5 cấp độ, được chưa? Và cái cấp độ của chúng ta sẽ học là cấp độ đầu tiên. Cấp độ đầu tiên này thì tập trung vào gì? Tập trung vào việc cải thiện cái từ vựng và cái phát âm cho mình. Được chưa nào? Thì giáo viên sẽ đi thật kỹ cái phần đó cho chúng ta. Rồi, cái buổi hôm nay cũng trễ rồi thì cô xin phép lại tại đây, và cô sẽ nhờ các bạn tư vấn viên gọi điện lại cho mẹ mình để giải thích lại kỹ càng về cái khóa học của mình. Được chưa nào? Còn cái buổi hôm nay chúng ta còn thắc mắc gì nữa À, không không? Ok, rồi, cảm ơn Đăng. Đăng đã làm rất tốt ngày hôm nay rồi nhé. Cố gắng lên.
Rồi, ok. Hẹn gặp lại đằng sau. See you. Wow, xin chào cô. Okay.